những dấu hiệu cảnh báo ung thư thận nhưng lại lầm tưởng là bệnh vặt nên là nhiều người hay bỏ qua. Một đó là đau thắt lưng, đau bên sườn ấy thì có thể là triệu chứng của ung thư thận. Khối u thận khi to lên sẽ gây tăng áp lực ở hai bên, gây ra cảm giác đau. Hai là mệt mỏi kéo dài không rõ lý do, có thể là dấu hiệu của ung thư thận đấy anh chị nhé. Ba là giảm cân và chán ăn. Thận đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và tiêu hóa, do đó khi thận mà bị suy yếu thì cái khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như mà anh chị phát hiện mình đột nhiên giảm cân bất thường thì đây có thể là triệu chứng phổ biến của ung thư thận đấy. 4 là các rối loạn liên quan đến máu. Các khối u thận có thể dẫn tới thiếu máu, gây nên tình huống như là hoa mắt, chóng mặt, nhịp tim nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực, mất cân bằng điện giải hoặc là canxi, dẫn đến các rối loạn liên quan đến máu khác. Cuối cùng là máu trong nước tiểu. Đây có thể là biểu hiện của ung thư thận giai đoạn muộn đấy anh chị. Nếu như mà anh chị đang có những cái dấu hiệu này thì hãy đi khám ngay để phát hiện kịp thời anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.